dạ vâng thưa ông trong năm 2023 vậy thì chúng ta sẽ còn phải đưa những vụ đại án nổi bật như thế nào ra ánh sáng ạ? Tôi thấy trong năm 22 đó là chuẩn bị khép lại một năm 2022 thì chúng ta đã đưa ra rất nhiều vụ đại án như chúng ta vừa kể trên năm 2023 thì cũng còn rất nhiều nữa những vụ đại án liên quan đến đất đai liên quan đến công sản liên quan đến những cái uh, tập đoàn tổng công ty nhà nước mà để làm thất thoát lãng phí vốn của nhà nước rồi là uh, liên quan đến những cái đại dự án mà đắp chiếu nằm đó gây những lãng phí thất thoát cho đất nước rồi liên quan cả đến những cán bộ công chức mà ở những lĩnh vực cao của các bộ ngành tỉnh thành thì tôi tin rằng là những vụ đại án cụ thể đó sẽ được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương công bố vào những tháng đầu năm 2023 để làm định hướng cho các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vào cuộc đối với những cái vụ đại án trong năm 2023. Tôi cũng chưa được thông tin nhiều về những vụ đại án cụ thể nhưng mà vừa rồi đó đưa ra những cái vụ đại án như chúng ta biết đấy, cái vụ đại án của À, Aic, rồi những cái vụ đại án của uh, Hải Dương liên quan đến uh, Việt Á, rồi các cái vụ rất lớn, là các ba vị mà, ủy viên trung ương, Chà. rồi uh, các vụ mà các vị ủy viên trung ương nhưng mà lại thấy rằng là cũng có vấn đề cho nên đã xin thôi ủy viên trung ương để chúng ta thấy đó mở ra một hướng tôi cho là rất hay tức là năm 23 2023 đấy thì nhân dân dư luận và cử tri cũng mong muốn rằng là sẽ có nhiều vị tự nguyện thấy mình rằng là có những vấn đề thì xin từ chức để tạo ra một cái văn hóa từ chức làm cho cái bộ máy của chúng ta ngày càng trong sạch hơn vững mạnh hơn. Dạ vâng. Với những nỗ lực trong xử lý các quan chức trong đại án liên quan đến các chuyến bay giải cứu nói riêng và trong các đại án năm 2022 nói chung đang là minh chứng rõ ràng cho thấy tinh thần đấu tranh triệt để với những cán bộ suy thoái biến chất dù đang lẩn trốn ở đâu hay là đang ngồi ở một cái chiếc ghế nào đó. À, nhưng mà để sau các đại án này không còn xuất hiện các đại án khác đi chăng nữa thì à, để các quan chức không thể cậy quyền cậy thế để trục lợi để biến chất vậy thì à, theo ông Lê Như Tiến thì đâu mới là những cái giải pháp phù hợp cho vấn đề này ạ? À? Các giải pháp để cho các vị quan chức mà không cậy quyền cậy chức rồi không tự tung tự tác không cho mình là có quyền quyền lực quyền năng thì mình muốn làm gì thì làm trong một lần phát biểu ở diễn đàn quốc hội thì tôi cũng đã nói rằng là những người có quyền thì thường là lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền. Và vì thế họ rất dễ là cho mình được cái quyền là có thể làm được tất cả những cái gì mình muốn. Và có những vị cán bộ đảng viên còn vỗ ngực và nói là cứ làm đi không lo đâu. Đảng cũng là tôi mà chính quyền cũng là tôi. Nói như thế có nghĩa là phủ nhận tất cả những cái công lao của mọi người và chỉ nghĩ rằng là mình là to nhất hoặc là mình là đứng đầu của một cơ quan, một tổ chức, một địa phương thì mình có quyền làm bất kỳ cái gì. cho nên là cái vụ mà chúng ta vừa mới nêu là bệnh viện Đồng Nai đó, cái, cái cũng là đại dự án đó, đó thì đến bí thư tỉnh ủy còn chỉ định cho chủ tịch, rồi chỉ định cho giám đốc sở y tế, chỉ định cho giám đốc bệnh viện là phải phải cung cấp đến 16 cái gói thầu của bệnh viện đó cho một cái cá nhân của cái bà nhàn đó và và đổi lại thì họ được hàng chục tỷ, hàng mười mấy tỷ để đút túi thì nó chính là cái khâu kiểm soát quyền lực, cái khâu là thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời vào cuộc kịp thời. Và cái trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và phải nêu cao cái tinh thần dân chủ từ các cơ quan các đơn vị bởi vì những người uh, cán bộ công chức nơi cái cán bộ đó công tác và cư dân nơi các vị quan chức đó sinh sống họ biết hết nhưng tại sao họ lại không dám đấu tranh họ không dám uh, đưa lên trên hoặc nêu ra đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng tiêu cực đó là vì chúng ta chưa có các cơ chế để bảo vệ những cái người dám đấu tranh. Có khi những người dám đấu tranh đó lại trở thành nạn nhân của những cái kẻ mà tham nhũng họ muốn bịt bịt miệng. Chúng ta thấy đó chính là phải có cơ chế để bảo vệ những người dám đấu tranh dám nêu lên những cái hiện tượng tham nhũng tiêu cực ở ngay cơ quan, ngay đơn vị ngay nơi cư trú, ngay địa phương của họ. Ừ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị khán giả, xưa nay các quan chức đứng đầu địa phương thường có vẻ vô can trước những nhỡ nhương diễn ra trên địa bàn họ lãnh đạo. Nhất là sau khi họ nghỉ hưu thì nghiễm nhiên hạ cánh an toàn và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên giờ đây thì các quan chức sai phạm sẽ không còn cơ hội hạ cánh an toàn. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình chấn chỉnh đội ngũ cán bộ để lấy lại niềm tin và đạo đức cho xã hội. Những đối tượng tha hóa, xấu, khéo léo, che đậy và tinh danh luồn lách cũng không thể nào rửa sạch bàn tay dơ bẩn trong quá khứ. Những đối tượng cậy quyền lực được giao phó mà tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong bóng tối thì vẫn phải cúi đầu trước ánh sáng công bằng. Những đối tượng khi đương chức, đàm, dám manh động, đứng trên luật pháp thì khi nghỉ hưu sẽ không thể thản nhiên đứng ngoài pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 28 tháng 12, theo Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1974, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, về hành vi trốn thuế. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2024, ông Nguyễn Minh Ngọc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ sản xuất An Phú Tính, có địa chỉ tại thôn Đông Thành Tây, xã Tam Quà, huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam, đã ký hợp đồng gia công may mặt với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam và đã xuất quá đơn giá trị gia tăng không đúng quy định, không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được phòng BC03 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký thừa lệnh các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với bốn lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 12 năm 2020 đến nay, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Quỹ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đầu Thanh Tùng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 12 năm 2020 đến nay, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Quỹ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Xứng là nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 1 năm 2020 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đăng Quyền là nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 1 năm 2020 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.